Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em với anh chị là những lô đất thổ cư giá rẻ đường ô tô 7 chỗ tới nơi luôn nha anh chị ơi. Đó, và đặc biệt là dân cư cực kỳ đông đúc luôn nha anh chị. Lô đất của mình nằm bên phía tay trái của em nha anh chị ơi, đường rộng 3 mét luôn. Địa chỉ nằm ở là ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất là ngang 5m1 dài 24, tổng cộng 122 mét vuông, thổ cư sổ hồng riêng và hướng là hướng đông nha anh chị. Mặt tiền đường bê tông 3 mét, xe ô tô 7 chỗ tới nơi, ra đường lộ nhựa chỉ có là 200 mét thôi, ra ngay chỗ nhà văn hóa ấp Bình Phong luôn nha anh chị. Ra chợ Tân Mỹ Chánh là 2 km, ra chợ Gò Cát là 1,5 km, vào nội ô thành phố Mỹ Tho chỉ có 1,8 cây số thôi, dân cư đông đúc hiện hữu. Cái hẻm này là hẻm cục nha anh chị ơi, khoảng 3-4 căn nhà dân đó nữa là hết rồi đó. Đất mình thì ngang 5 dài 24 nha anh chị, có hai lô liền kề và giá chốt luôn là 630 triệu một lô nha anh chị ơi. Giá này là giá chốt bao giấy tờ cho mình nha. Đó, hai lô liền kề cho mình. Thì bây giờ em sẽ chạy ra đường lộ nhựa cho mình luôn nha anh chị. Và từ đất của mình á, mà mình ra đường lộ nhựa, ra ngay chỗ ấp Bình Phong á, nhà dân quá ấp Bình Phong là chỉ có 200 mét thôi nha anh chị ơi. Đó, bên này là nhà dân quá trời đông luôn nè anh chị. Đường này đường rộng 3 mét, còn ra đây là đường rộng 4 mét nha anh chị. Đó, cái đường này rộng 4 mét, xe tải 3 tấn rưỡi thì vô tới nơi luôn anh chị ơi. Đó, và chạy ra ngay chỗ nhà dân quá ấp Bình Phong là chỉ có là 200 mấy chục mét thôi anh chị ơi. Ra chợ cũng gần và vào nội ô thành phố Mỹ Tho cũng gần nha anh chị. Đi khoảng 2 cây số hơn chút xíu là vào nội ô thành phố Mỹ Tho rồi anh chị ơi. Đó, đường này thì dân cư đông đúc hiện hữu, đường rộng này, đường này là xe tải đi được luôn anh chị ơi. Đó, chạy ra tới đây là mình ra ngay chỗ nhà dân quá ấp Bình Phong luôn. Cái đường này rất dễ biết luôn nha anh chị ơi. Đó, qua cây cầu xe tải này là tới nhà văn hóa ấp Bình Phong nè. Quẹo phải thì về chợ Gò Cát, quẹo trái thì về chợ Tân Mỹ Chánh nha anh chị ơi. Anh chị nào muốn mua lô đất này cứ liên hệ trực tiếp em nha.